Thưa quý vị và các bạn, dự án dân chấm điểm M-Score là chương trình gọi điện phỏng vấn người dân để thu thập ý kiến đánh giá về chất lượng dịch vụ công. Đầu tháng 1 năm 2016, dự án chính thức khởi động tại tỉnh Quảng Bình. Là địa phương thứ hai trong cả nước sau Quảng Trị triển khai dự án dân chấm điểm, tỉnh Quảng Bình hướng đến mục tiêu đó là dự án sẽ trở thành một công cụ hữu hiệu để khảo sát ý kiến của người dân về chất lượng của cơ chế một cửa tại 7 huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh. Sau một thời gian triển khai, công cụ khảo sát này đã bước đầu cho thấy hiệu quả tích cực. Ngày 4 tháng 1 năm 2016, dự án dân chấm điểm đã chính thức được khởi động tại tỉnh Quảng Bình. Với sự hợp tác giữa 5 đơn vị là Hội đồng Nhân dân tỉnh, Tổ chức Oxfam, Trung tâm Phân tích và Dự báo thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Trường Đại học Indiana, Hoa Kỳ và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phân tích Thời gian thực. Ngày 23 tháng 2 năm 2016, Công ty Phân tích Thời gian thực NGTA triển khai vòng khảo sát đầu tiên qua điện thoại. Đến tháng 7 năm 2016, NGTA đã thực hiện 6 đợt khảo sát, tiếp cận hơn 6.700 người, trong đó số trường hợp phỏng vấn thành công đạt tỷ lệ gần 80%. Trong tháng 1 năm 2016, hệ thống tổng đài 1800-8006 được lắp đặt tại trụ sở Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đến hết tháng 6 năm 2016, tổng đài đã tiếp nhận được 70 cuộc gọi từ người dân, với mục đích liên quan đến tra cứu hồ sơ, thủ tục đất đai, thời gian xử lý hồ sơ. Hướng đến mục tiêu cải thiện chất lượng dịch vụ công tại tỉnh Quảng Bình, góp phần hoàn thành mục tiêu cải cách hành chính của tỉnh giai đoạn 2011-2020, Quảng Bình đã và đang nỗ lực từng bước triển khai dự án dân chấm điểm một cách hiệu quả nhất. Dân chấm điểm M-Score là công cụ khảo sát hỏi người dân và doanh nghiệp qua điện thoại di động về chất lượng phục vụ của cả cơ quan nhà nước. Thông qua công cụ khảo sát này, người dân và doanh nghiệp là những đối tượng phục vụ của cơ quan hành chính được phản hồi, đánh giá và yêu cầu cải thiện chất lượng dịch vụ công. Kết quả khảo sát sẽ cung cấp nguồn thông tin quan trọng để Hội đồng Nhân dân giám sát việc thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh, là nguồn tin quan trọng để Ủy ban Nhân dân các cấp, cả cơ quan chức năng đánh giá một cách khách quan, toàn diện công tác cải cách hành chính của cấp mình. Thực hiện cái cơ chế một cửa và một cửa liên thông tại Ủy ban Nhân dân huyện, đồng thời là tăng cường chỉ đạo các phòng ban công khai các thủ tục hành chính, đồng thời mở sổ theo dõi cái việc là tiếp nhận và trả kết quả cho nhân dân bằng các cái biện pháp như vậy. Cho nên là cái công tác giải quyết các cái thủ tục hành chính được tỉnh ban hành là triển khai trên địa bàn Tuyên Hóa là tương đối tốt. Cụ thể tại một cửa liên thông thì như vậy là 100% là hồ sơ đều được trả trước hạn và đúng hạn, không có hồ sơ nào là quá hạn. Vì vậy cho nên cái mức độ nhân dân đến giao dịch ở các cái cơ quan công quyền của nhà nước là ngày càng, thời gian ngày càng giảm và càng rút ngắn, và mức độ của hài lòng của nhân dân thì ngày càng được nâng lên. Dự án dân chấm điểm bước đầu được triển khai thực hiện tại Ủy ban Nhân dân 7 huyện, thị xã, thành phố, ngoài trừ huyện Quảng Trạch, vì địa phương chưa thành lập bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông. Công cụ khảo sát dân chấm điểm được triển khai tại Quảng Bình trong thời gian 3 năm, từ tháng 7 năm 2015 đến tháng 4 năm 2018, với các mục tiêu đặt ra là trong năm thứ nhất thực hiện khởi động dự án, khảo sát đánh giá chất lượng thực hiện thủ tục hành chính tại Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Năm thứ hai, tùy theo điều kiện thực tế có thể mở rộng quy mô khảo sát ở một số sở ngành cấp tỉnh. Ở năm thứ ba, sẽ duy trì bền vững và tổng kết nhân rộng mô hình kinh nghiệm của Quảng Bình ra các tỉnh khác. Từ khi khởi động dự án đến nay, trên cơ sở nền cải cách hành chính đã và đang thực hiện, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đã tích cực chỉ đạo các phòng ban, bộ phận chức năng, nâng cao trách nhiệm, thực hiện tốt công việc của mình theo đúng các quy định trong tiến trình thực thi công vụ. Văn phòng đã tập trung chỉ đạo quán triệt đến từng các cán bộ thực hiện tốt cái dự án dân chấm điểm và giải quyết hồ sơ cơ bản đúng với thời gian quy định. Tuy nhiên, một số hồ sơ giải quyết chưa đúng hẹn, một là cái lý do chủ yếu là hồ sơ cấp giấy lần đầu là những hồ sơ vướng mắc. Mặt khác, thực hiện cái luật nhà ở có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2015 thì tất cả các trường hợp có nhà ở phải đăng ký quyền sở hữu nhà ở trước khi thực hiện các cái quyền. Vấn đề khác nữa là theo cái gói vay 30.000 tỷ nhằm hỗ trợ cho những người thu nhập thấp vay vốn để xây dựng nhà ở, nên số lượng hồ sơ nộp tại một cửa quá lớn, một ngày trung bình
nhận trên 60 hồ sơ nên thời gian hồ sơ giải quyết chậm hơn so với các huyện. Trong cái thời gian tới, văn phòng sẽ tiếp tục chỉ đạo và cố gắng phải giải quyết hồ sơ đúng thời gian theo quy định. Hơn nửa năm thực hiện dự án, tỉnh Quảng Bình bước đầu đã có cơ sở đánh giá công tác cải cách hành chính ở các huyện, thị xã, thành phố thông qua kết quả khảo sát từ Trung tâm Phân tích và Dự báo gửi về cho Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Về cơ bản, các bộ phận một cửa của 7 huyện, thị xã, thành phố đã cố gắng phục vụ tốt các giao dịch với người dân. Tuy nhiên, vẫn còn đó những hạn chế làm người dân chưa vừa lòng như đến làm thủ tục, bị hẹn đi hẹn lại nhiều lần. Nhiều đơn vị thu tiền của người đến giao dịch nhưng không có phiếu thu. Qua kết quả khảo sát ý kiến của nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân cấp huyện, các sở ngành có liên quan thấy được kết quả những tồn tại hạn chế, khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện thủ tục hành chính. Từ đó có giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện dịch vụ hành chính công. Qua giao dịch một số lần ở ngay tại phòng giao dịch một cửa của thị xã, thì thực hiện thì tôi thấy một là sự trách nhiệm của lãnh đạo chỉ đạo rất quan tâm. Thứ hai là trách nhiệm của cán bộ nhân viên trong phòng một cửa thị xã thể hiện được cái trách nhiệm, cái kỹ năng giao tiếp và cả cái hoạt động của trong phòng giao dịch thì khách đến thì rất là vui vẻ chào đón tiếp, rồi là qua kiểm tra hồ sơ và rất tạo điều kiện cho bà con. Ngoài ý kiến của tôi, cũng thực chất một số bà con cũng đánh giá như vậy và tham khảo xung quanh ngoài xã hội thì nói như vậy. Mscore là công cụ khảo sát người dân và doanh nghiệp về chất lượng phục vụ của cả cơ quan nhà nước thông qua điện thoại di động. Khi giao dịch tại các đơn vị hành chính công, người dân được yêu cầu để lại số điện thoại. Sau đó họ sẽ nhận được tin nhắn hoặc điện thoại từ tổng đài hỏi về chất lượng phục vụ. Qua tổng đài, người dân cũng có thể hỏi về thông tin, về tình trạng hồ sơ của mình, cũng như phản ánh thái độ, cách làm việc của cán bộ. Vừa qua là tôi có là qua bên văn phòng một cửa của huyện Tuyên Hóa làm là hồ sơ đất. Và hai ngày hôm sau thì là tôi có nhận được một cuộc gọi từ tổng đài của là văn phòng một cửa là ở miền Bắc, là có tới và điền tới và hỏi là về là thái độ làm việc của là cán bộ làm việc văn phòng một cửa huyện Tuyên Hóa, là và cho tôi tháng điểm là từ 0 điểm cho tới 10 điểm và cho bao nhiêu điểm. Người ta còn nói là ở bên văn phòng một cửa là họ nhận hồ sơ và là giải quyết vấn đề nhanh gọn, thì tôi chấm là 10 điểm và họ là thời gian hẹn là bao nhiêu ngày, thì tôi bảo là thời gian là 1 tháng và đúng sau thời gian 1 tháng thì là bên văn phòng một cửa đã là hoàn trả và đầy đủ hồ sơ thủ tục cho tôi. Em có xuống làm tới văn phòng thì được sự giúp đỡ của bên văn phòng là từ các nhân viên tới đến nhân viên trên là có bay về cho em làm là thủ tục là từ bước 1 cho đến bước lúc em làm xong giấy tờ là em cảm thấy đó là hợp lý. Xong một thời gian em về thì có ngoài tổng đài ngoài kia điện về hỏi thời gian em đi làm giấy tờ tới văn phòng một cửa, thế là phòng cách họ làm việc như thế nào, họ đối xử với nhân răng, họ có bay về cho mình làm hay không, hay là họ nạt nộ mình, thì em xuống không được họ giúp đỡ, nên là xong họ hỏi là được, thì trong phong thái họ làm việc như thế, em anh có thể chấm bậc thang điểm cho được không, như ai đi làm biết thì em không biết, nhưng như em đi làm về thì thấy tới văn phòng thì họ không giúp đỡ tiệt tình như thế thì em sẵn sàng để cho họ điểm tuyệt đối, đó là điểm 10. Tại vì mình có thực sự mình xuống làm 2 lần giấy, nhưng họ đúng ngay đưa nộp hồ sơ và trả hồ sơ là cái đó mình mừng nhất. Phần hai là mình là người dân mà không biết và đến được họ được cả anh chị em bay về được. Nói chung mà khi mà đã có đi kiểm tra thì anh được có lời cho dân. Là công cụ khảo sát ý kiến người dân và doanh nghiệp, do đó dự án chỉ có thể thành công khi được người dân nghiêm túc hưởng ứng, chủ động tham gia phản hồi đánh giá. Và người dân, doanh nghiệp chỉ tham gia khi họ hiểu rõ mục đích, nội dung, quy trình thực hiện dự án. Tuy nhiên, trên thực tế, công cụ khảo sát này đã thực sự gần gũi với đông đảo người dân, đối tượng tham gia chấm điểm dịch vụ công hay chưa? Ngoài trừ một số người dân được gọi điện, thì những người dân khác có quan tâm đến kênh thông tin mà mình có thể trực tiếp phản ánh ý kiến, đánh giá của cá nhân về chất lượng dịch vụ công trên địa bàn. Sau đây là những ghi nhận thực tế. Thông thường, trong một tuần làm việc thì ngày thứ 6 là thời điểm bận rộn nhất ở trung tâm giao dịch một cửa thị xã Ba Đồn, bởi lượng người dân đến làm việc khá đông đúc, nhộn nhịp. Với một câu hỏi chung là người dân có biết đến và đã từng tham gia dân chấm điểm để phản hồi ý kiến của mình về chất lượng phục vụ ở bộ phận giao dịch một cửa. Chúng tôi đã khảo sát ý kiến của hơn 10 người dân tham gia giao dịch vào đầu buổi chiều.
tất cả mọi người đều trả lời là chưa rõ về dự án này. Chưa một ai ở đây vô tình nhận được cuộc gọi hỏi ý kiến, và tất nhiên là họ cũng không hề chủ động gọi điện đến tổng đài để chấm điểm chất lượng dịch vụ công. Như trường hợp của ông Phạm Văn Thân ở tổ dân phố Thọ Đơn, phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn. Từ đầu năm đến nay, với các mục đích làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoàn tất hồ sơ vay vốn, ông đã 3 lần đến làm việc tại bộ phận một cửa của thị xã. Cũng trong khoảng thời gian này, tỉnh Quảng Bình triển khai dự án dân chấm điểm, một công cụ khảo sát chất lượng dịch vụ công thông qua ý kiến đánh giá của người dân. Thế nhưng, ông Phạm Văn Thân không hề biết đến và sử dụng quyền lợi này của mình. Họ chỉ nhắc nhở cho tôi là đến ngày nọ, ngày kia, là đến thứ nọ, thứ kia, đến bác đến nhận hồ sơ, lại cao đó để có. Nhưng mà cái mà để nhắc nhở bác có hài lòng hay không thì tôi chưa được nghe. Tương tự, ông Nguyễn Đại Vui ở phường Quảng Thuần, thị xã Ba Đồn là một trong những người dân thường xuyên tham gia giao dịch tại bộ phận một cửa của thị xã. Lần giao dịch gần đây nhất là vào tháng 4 năm 2016. Liên quan đến công việc kinh doanh, cấp giấy phép chứng nhận, chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Mặc dù sau tờ giấy hẹn ngay trả kết quả này đã có những thông tin tuyên truyền cơ bản để người dân tham gia chấm điểm, song bản thân ông Vui không hề để ý. Về cái dự án này để hướng dẫn, còn đây có cái đồng bào tham gia với cái việc dân chấm điểm chưa? Chưa, không nói thiệt được, có đang đợi đấy chứ, chưa ra giao chấm điểm, chưa phổ biến, đa số người dân không biết. So với các trung tâm một cửa khác thì không khí làm việc ở bộ phận giao dịch một cửa liên thông huyện Minh Hóa khá vắng vẻ. Trung bình một ngày có khoảng từ 5 đến 7 người dân doanh nghiệp đến làm việc. Không biết đến phương thức dân chấm điểm dịch vụ công cũng là ý kiến của nhiều người dân mà chúng tôi gặp ở bộ phận giao dịch một cửa liên thông huyện Minh Hóa. Mặc dù chính quyền địa phương đã có nhiều biện pháp tuyên truyền ngay khi dự án chính thức triển khai như treo pano áp phích, các bảng tuyên truyền tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, in thông tin của dự án ngay mặt sau của phiếu hẹn trả kết quả hồ sơ, nhưng thực tế là nhiều người dân không quan tâm. Ông Cao Bá Thương ở thôn Vẽ, xã Hồng Hóa, huyện Minh Hóa là một ví dụ cụ thể. Từ đầu năm đến nay, đã 3 lần đến giao dịch tại bộ phận một cửa liên thông huyện Minh Hóa theo việc hoàn thiện hồ sơ, chế độ cho thương binh. Nhưng khi hỏi đến dân chấm điểm, khái niệm này khá mới lạ với ông Thương. Hoạt động này thì vừa rồi nói thật là tôi cũng có nghe, nhưng mà tôi cũng chưa thực sự là quan tâm lắm, nói thực như thế. Cho nên là cũng mong muốn rồi đây là cái chương trình này là phổ biến rộng rãi để người dân nắm, biết và thực hiện. Bên cạnh khó khăn trong việc tuyên truyền đến người dân về dự án, phía các bộ phận trung tâm giao dịch một cửa cũng có những trăn trở riêng. Sau một thời gian thực hiện dự án chấm điểm tại cơ quan ủy ban huyện Minh Hóa nói chung và bộ phận một cửa liên thông huyện nói riêng, thì bản thân tôi xin kiến nghị, tức là thời gian tới thì cấp trên quan tâm sâu sát và chỉ đạo sâu sát hơn nữa để mà tạo sự đồng thuận và thống nhất cái nhận thức tư duy của các cán bộ của cơ quan phòng ban liên quan và các tổ chức chính trị xã hội, từ đó thì thực hiện là đạt kết quả cao những dự án chấm điểm tại địa bàn huyện Minh Hóa. Yêu cầu công ty phân tích thời gian thực gửi kết quả về cái đánh giá của người dân đối với cái bộ phận một cửa nói riêng và cái cơ quan công quyền nói chung hàng tháng, hàng quý, hoặc là những mang tính chất kịp thời để bằng bộ phận một cửa của các phòng ban chuyên môn biết để đánh giá được cái bản thân mình cần khắc phục những vấn đề gì, đấy, từ đó là làm tốt hơn cái công tác phục vụ nhân dân. Các cái lĩnh vực mà để mà quá hạ dẫn đến quá hạn trễ hồ sơ thì có nhiều lý do. Thì trong một trong những lý do mà để mà kéo dài thời gian nhất á, thì chỉ gọi là đối với bên chỗ cái lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, dự án dân chấm điểm á, thì nên là có những câu hỏi về sâu về các phòng chuyên môn hơn, là để mà hoặc là tạo thêm một cái miền để mà đưa vào những cái số điện thoại của các phòng ban chuyên môn vào, là lúc những cái trường hợp đó thì bên chỗ ban dự án á, họ sẽ điền trực tiếp về cho các cái phòng ban chuyên môn đó, ví dụ như những cái trường hợp hồ sơ đang bị vướng mắc chỗ nào thì người dân đang phản ánh thì là có thể là cán bộ chỗ dự án sẽ trực tiếp điền về cho các cái phòng ban đó để mà hỏi tình hình cụ thể của từng loại hồ sơ một. Có thể nói, trong khoảng thời gian hơn 7 tháng kể từ khi chính thức đi vào hoạt động thì chưa thể nói lên nhiều và rõ nét kết quả cũng như những sự thay đổi mà dự án mang lại. Trong một khía cạnh nhỏ mà phóng sự mang đến, đó là sự quan tâm của người dân đến công cụ giám sát này.
Chúng tôi chỉ mong rằng lát cắt này sẽ phản ánh phần nào thực tế đời sống của dự án dân chấm điểm hiện nay. Hy vọng từ thực tiễn này, chính quyền địa phương, cả đơn vị liên quan sẽ có những giải pháp thiết thực cho hướng đi tiếp theo của công cụ giám sát dịch vụ công dân chấm điểm, để nó thực sự đạt được mục tiêu đã đặt ra, đó là thiết lập một cơ chế đơn giản, thuận tiện và hiệu quả, để người dân, doanh nghiệp đánh giá chất lượng dịch vụ công tại cấp cơ sở, tạo ra kênh đối thoại giữa chính quyền địa phương với người dân, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ công, tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan nhà nước, góp phần hoàn thành mục tiêu cải cách hành chính của tỉnh Quảng Bình.